chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin của Vietnam Sport ngày 12 tháng 7 năm 2022. Trước khi đến với những thông tin chính có trong bản tin, hãy để lại cho mình một like cũng như subscribe cho kênh YouTube của Vietnam Sport để tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất của bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Còn bây giờ hãy cùng mình đến với những thông tin chính có trong bản tin. Đè bẹp đội bóng tí hon, đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở bán kết EF Cup nữ 2022. Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Timor Leste, huấn luyện viên Mai Đức Chung bất ngờ tung ra lực lượng mạnh nhất. Chính vì thế những cô gái kim cương của bóng đá Việt Nam nhanh chóng giành được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của đối thủ. Phút thứ 10, tận dụng sai lầm của thủ thành Goresle bên phía Timor Leste, đội trưởng Huỳnh Như đã dễ dàng đệ bóng ở lưới trống. Có được bàn thắng dẫn trước, đội tuyển nữ Việt Nam càng chơi càng hay. Tuy nhiên phải đến phút thứ 30, cao trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung mới có bàn thắng gia tăng cách biệt. Từ một tình huống đá phạt góc, hậu vệ của Timor Leste phá bóng trên vạch vôi, tuy nhiên vạn sự đã băng hòa kịp thời, sút tung lưới đối thủ. Trước khi hiệp một khép lại, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm hai bàn thắng nữa do công của Tuyết Dung và đội trưởng Huỳnh Như. Dẫn trước 4-0, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào hiệp 2 với tinh thần thoải mái và thong dong. Phút thứ 72, Thanh Nhã có pha bứt tốc bên phía cánh phải trước khi căng ngang vào trong khu vực cấm địa cho vạn sự giữ điểm tung lưới thủ môn Goresle. Và đến phút thứ 84, Thùy Trang có mặt đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm sau pha dứt điểm căng của Huỳnh Như và thực hiện pha đá bồi tốt. Đây có là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này, chiến thắng trước đội tuyển nữ Timor Leste giúp đội tuyển nữ Việt Nam chính thức đi tiếp và bán kết sớm trước một lượt đấu. Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã kết thúc, nhưng những dư âm về nó vẫn còn đang rất nóng và được người hâm mộ khắp Đông Nam Á quan tâm. Hiện tại những topic về trận đấu này thậm chí khiến cả cộng đồng của Indonesia cũng vẫn còn comment liên tục. Và sau đây hãy đến với những cập nhật mới nhất về những diễn biến của U19 Đông Nam Á. Cầm hòa Việt Nam, huấn luyện viên U19 Thái Lan nhảy múa ăn mừng như thể vô địch. Dù chỉ hòa U19 Việt Nam và lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp, nhưng huấn luyện viên Garcia của U19 Thái Lan đã ăn mừng như thể vừa trở thành nhà vô địch. Đặc biệt là màn thể hiện sự phấn khích trong phòng thay đồ, các cầu thủ té nước lên người nhảy múa, thậm chí họ còn đập bàn đập ghế, hò hét cực kỳ hăng say. Người nhiệt tình nhất chính là huấn luyện viên trưởng Salvador Valero Garcia, thậm chí ông còn nhảy lên cả bàn chung vui với các học trò. Chứng kiến điều này, nhiều người lầm tưởng là Thái Lan vừa có chức vô địch, nhưng thực ra họ mới chỉ vừa vượt qua vòng bảng, lách qua một khe cửa rất hẹp. Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Salvador không thua Việt Nam. Tại giải U23 Đông Nam Á cách đây 5 tháng, U23 Thái Lan đã nhận 2 thất bại cùng với tỷ số 0-1 khi gặp Việt Nam. Ở thời điểm đó thì thành phần chính của Thái Lan là lứa U19. Lần này thì đối thủ không phải là các thủ trên tuổi, nhưng Thái Lan cũng không thể có được chiến thắng. Huấn luyện viên Shin Tae-yong, Việt Nam, Thái Lan sợ Indonesia. Thái Lan và Việt Nam quả thực họ sợ Indonesia nên tôi hơi chạnh lòng và không hài lòng với tình huống này. Họ cũng nên chơi fair play hơn, nhưng thực tế không phải là như vậy. Điều này có nghĩa là Thái Lan và Việt Nam cảm thấy bóng đá Indonesia đang tốt hơn mới có kết quả là như vậy. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã chia sẻ một cách có nghĩa rằng hơi nhiều hơi cay sau khi U19 Indonesia bị loại từ vòng bảng. Mà lý do họ loại thì cũng rất lãng xẹt, họ thua hiệu số đối đầu của Thái Lan và Việt Nam. Thật vậy, việc xét kết quả đối đầu như thế đã thực sự biến mất theo quy định của FIFA hoặc AFC, nhưng hơi lạ là quy định này vẫn còn trong AFF. Huấn luyện viên Shin Tae-yong không hài lòng với điều lệ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Dù sớm phải dừng chân ở vòng bảng, nhưng huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng U19 Indonesia vẫn còn tương lai rộng mở phía trước. Các thủ trẻ của xứ vạn đảo sẽ nỗ lực trở lại ở giải U19 châu Á và đặc biệt là U20 World Cup với vai trò là nước chủ nhà. Tôi thấy tương lai tươi sáng của bóng đá Indonesia. Sau này thì chúng tôi sẽ thử sức ở AFC và U20 World Cup. Tôi đảm bảo với các cầu thủ họ sẽ đủ sức thi đấu tốt ở World Cup. Thật tiếc vì đội không đủ điều kiện vào bán kết, nhưng tôi hy vọng người hâm mộ và truyền thông có thể thấy được rằng bóng đá Indonesia đang tốt hơn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Indonesia gửi công văn khiếu nại Việt Nam, Thái Lan. Chiều ngày 11 tháng 7, Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Indonesia ông Iriwan đã tuyên bố gửi công văn lên AFF để khiếu nại Việt Nam và Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á 2022. Một ngày sau khi đội nhà bị loại, Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI đã họp khẩn. Sau cuộc họp, Chủ tịch Iriwan đã viết lên Instagram: PSSI và tôi đã đồng ý hành động quyết đoán này và gửi công văn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á về loạt trận đấu ngày hôm qua. Hy vọng AFF có thể xem xét lại những đề nghị của chúng tôi. Theo trang Bola Sport, cuộc họp có trưởng đoàn Erawan và giám đốc kỹ thuật PSSI Indra. Họ cho rằng Việt Nam và Thái Lan có biểu hiện chơi thiếu fair play. Erawan không nói thêm về công văn, nhưng trước đó thì Erawan đã đề nghị AFF loại Việt Nam và Thái Lan khỏi giải. Indonesia bất bại ở bảng A với 3 thắng, 2 hòa. Họ ghi 17 bàn, chỉ thủng lưới 2 bàn. Hiệu số bàn thắng bại của Indonesia là dương 15, bằng với Việt Nam và Thái Lan gộp lại. Chúng ta là dương 9 và Thái Lan là dương 6. Ba đội đều bằng điểm, nhưng Việt Nam và Thái Lan đứng trên Indonesia do ghi được bàn thắng khi đối đầu nhau. Trong khi đó, thì Indonesia hòa Việt Nam và Thái Lan cùng với tỷ số 0 đều.
ở các lượt trận trước đó. Dư luận Indonesia bất bình khi chứng kiến hai đối thủ cạnh tranh gần như chỉ chuyền bóng qua lại sau khi Khuất Văn Khang gỡ hòa một đều cho Việt Nam ở phút thứ 76 trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với Thái Lan. Sau trận thì đại diện hai đội đều lý giải rằng các cầu thủ của họ đã cạn sức. Có 3 cầu thủ Thái Lan thậm chí nằm sân mà không va chạm với ai trong quãng thời gian đó. Trước thông tin Liên đoàn bóng đá Indonesia muốn gửi đơn kiện lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF về trận hòa giữa Việt Nam và Thái Lan, lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng đã lên tiếng. Về phần mình, VFF vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Một lãnh đạo của VFF chia sẻ: đến lúc này thì VFF vẫn chưa nhận được yêu cầu hoặc đơn kiện nào từ phía PSSI hay AFF về trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Điều lệ giải đã quy định rõ ràng nên tất cả phải tôn trọng luật chơi. Xác định các cặp đấu bán kết U19 Đông Nam Á, Việt Nam đụng độ kèo khó. Với việc đứng ngôi nhất bảng A, U19 Việt Nam sẽ chạm trán với đội bóng nhì bảng B. Như vậy, với việc U19 Lào bất ngờ đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 1-0, các cầu thủ tới từ Viêng Chăn đã giành lấy ngôi nhất bảng, vị trí nhì bảng thuộc về Mãnh Hổ. Điều này cũng đồng nghĩa U19 Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia tại bán kết, trong khi đó cặp đấu còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa U19 Lào và U19 Thái Lan. Theo thông tin chúng tôi nhận được, các trận đấu bán kết tại giải U19 Đông Nam Á 2022 sẽ đều được diễn ra trên sân rộng Stadium Patriot. Đây là một sân đấu có chất lượng cơ sở vật chất cũng như là mặt cỏ tốt hơn so với sân cũ ở Kano Sport Complex. Sân đấu thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam thi đấu tại giai đoạn vòng bảng. Nếu không có nhiều thay đổi ở trận chung kết và trận tranh hạng 3 thì tất cả trận đấu này sẽ dự kiến vẫn được tổ chức tại sân động Station Patriot. Trận bán kết 1, thời gian là 15:30 ngày 13 tháng 7, U19 Việt Nam đối đầu U19 Malaysia. Bán kết 2, U19 Thái Lan đối đầu với U19 Lào vào 20:00 ngày 13 tháng 7. Hãy cùng nhớ lưu lịch và cổ vũ cho các chàng trai đến từ U19 Việt Nam. Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!